xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia xin kính chào quý khách. Chào mừng các bạn đến với kênh video giới thiệu sản phẩm của xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm Gia chúng tôi. Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á gỗ hương đá, hàng đặc biệt, hàng đặt theo yêu cầu của anh Hướng ở Bắc Giang. Anh Hướng có tham khảo sản phẩm của xưởng đồ gỗ Gia Gốc qua website xưởngđogogiagoc.com và anh đã tham khảo sản phẩm, anh quyết định đặt niềm tin vào xưởng và đặt sản xuất một bộ Âu Á mẫu mới và toàn bộ là vách trơn và te này là đâm kịch vào vách luôn chứ không có cái khoảng chờ một đoạn là như hàng phổ thông. Đấy. Đây là mẫu mới, mẫu Âu Á trơn này, vách đây toàn bộ là vách trơn hết, vách bằng nhau và đục ghế dài là đục Phúc Lộc Thọ, còn ghế đơn là đục Phú Quý. Đấy, các bạn nhìn kỹ đây, ghế đơn nhà mình là đục Phú Quý này. Đấy, đây là Phú Quý. Đấy. Phú Quý đây. Đấy. Còn là ghế dài nhà mình là đục Phúc Lộc Thọ. Đấy. Gỗ hương đá, vân gỗ rất là đẹp. Đây các bạn nhìn kỹ, các bạn đã thấy là Phú Quý, Phúc Lộc Thọ này. Cầu mong cho gia chủ Phúc Lộc về. Đây, hai là đây là bàn. Bàn này mình là bàn ván liền. Đấy. Tất cả là hàng đặt gỗ nhiều vân. Gỗ hương đá, tuyển chọn toàn miếng nhựa gỗ nhiều vân. Và ván là phải là ván liền. Đây các bạn nhìn kỹ, đây là ván là toàn bộ ván liền này. Không hề chấp ghép. Đấy. Ván mặt bàn, mặt ghế đều nhiều vân. Đây, đây là ván ghế, ghế dài. Gỗ rất là nhiều vân. À, rất là đẹp. À, vách cũng là nhiều vân. Đấy. Đấy. Đặc biệt là hàng này là trương này đấy. Cái trương này là trơn đấy, các bạn nhìn là trơn tuột. Trường là trơn rất là đẹp. Cái này là dễ lau chùi, phù hợp với nhà ống. Đấy. Nhà nào gần phố thì dùng cái hàng này rất là tiện bởi vì lau chùi nó dễ. Hàng này xương toàn bộ xương dày 5 phân hết, rất là dày. Hàng thường dày có 4 phân thôi. Tất cả là hàng này là phẳng lì. Đấy các bạn nhìn này, vách phẳng lì ngồi này. Rất là sướng. Mùa đông các bạn có thể thêm làm thêm đệm. Sofa ở đệm vào đây. Đấy. Làm thêm đệm để ngồi. Đây là hai chiếc ghế đơn. Ghế đơn rất là rộng. Ghế đơn rộng 96, sâu 60, cao 1m15. Đấy. Đấy, ghế đơn nhà mình làm cũng gỗ rất là nhiều vân. Đấy, các bạn. Đấy. Bàn nhiều vân. Đấy. Anh Hướng có đặt thêm cả một chiếc kệ tivi nữa. Mẫu kệ là như kệ này. Nhưng mà xưởng mình chưa hoàn thiện xong. Hiện tại đây là mình đang lấy một kệ trong kho ra để quay cho nó cùng bộ. Đấy. Chọn bộ sản phẩm của anh Hướng. Còn đây là đấy, cái te. Chỗ để te, còn thấy chỗ để te nhà mình làm gỗ cũng rất đều và nhiều vân đấy. Bo là bo tròn đấy. Chỗ này là mình là bo tròn này. Đấy. Đấy. Te này bo tròn rất là đẹp. Đấy. Vuốt tròn rất là đẹp. Hàng khác biệt luôn. Đấy. Cột này mình làm cột. Đấy. Cột là rộng 12 nhá, kiểu giống te 12, đây là như te 12 luôn. Không phải là tay 10, hàng bình thường là tay 10 nhưng hàng này là hàng nhà mình là tay 12. Các bạn lưu ý đây là hàng tay 12 nhé. Dáng ghế của tay 12 rất là đẹp. Gỗ thì nhiều vân. Các bạn nhìn cái tay, cái cột của nó ấy. Cái cột này là rộng 12. Nó khác so với cái hàng cột 10. Đây. Gỗ rất là đẹp.
anh chị em nào quan tâm đến những sản phẩm đồ gỗ nội thất thì vui lòng liên hệ trực tiếp với xưởng chúng tôi. Đây ạ. Xưởng đồ gỗ Giá Gốc, Phạm Gia. Hoặc các bạn có thể truy cập website xưởngđồgỗgiagoc.com hoặc tìm kiếm số điện thoại 0972971555. Các bạn search trên Google là sẽ thấy số điện thoại của mình. Các bạn cứ tìm kiếm ở trên đấy là sẽ ra được tất cả những thông tin liên quan đến xưởng. Xưởng nhà em cái số điện hotline đấy này. Các bạn tìm kiếm sẽ thấy luôn. Đấy. Hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo với số điện thoại đang hiện trên màn hình 0972971555. Xưởng em sẽ tư vấn chi tiết hơn về mọi loại sản phẩm. Ở đây em xin kết thúc video giới thiệu sản phẩm của xưởng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của xưởng. Ngày nào xưởng cũng chia sẻ những thông tin mới nhất về đồ gỗ và kinh nghiệm về đồ gỗ.